Mời các bạn đến với video tiếp theo của mình trong game đua xe mô tô. Mời các bạn sau này ta có gì các bạn nha, vào pro qua nâng cấp nha. Ta nâng cấp cái bình lên để tăng tốc lên nhanh hơn. Thêm các chế độ xe các bạn ạ, thêm các loại xe, thêm rồi ta tiếp tục tăng tốc cái này. Rồi ta hết tiền các bạn ạ, thôi nha và tiếp tục chơi. Rồi tiếp tục có gì nào. Tiếp nào.
video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo với trò chơi đua xe ô tô bãi biển. Chào các bạn.